Theo báo cáo của Tổng quan Thị trường Bất Động Sản Việt Nam Quý 4 năm 2021 của GLL, việc tái mở cửa sau đợt dịch COVID-19 thứ tư và sự khôi phục hoạt động công nghiệp đã giúp giá đất Việt Nam khôi phục đà tăng, đạt 117 USD trên 1 mét vuông, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Cùng lúc đó, giá thuê nhà xưởng xây sẵn tăng 4,9%, đạt mức đỉnh mới 4,7 USD trên 1 mét vuông một tháng, trong đó tăng mạnh nhất ở Long An. Việc các khu công nghiệp tại Bình Dương và Đồng Nai hầu như đã được lấp đầy, song song đó kết nối hạ tầng từ Long An về thành phố Hồ Chí Minh được cải thiện đã khiến các nhà sản xuất chú ý nhiều hơn đến Long An, tạo cơ hội cho giá đất và nhà xưởng xây sẵn ở đây leo thang, các chuyên gia tại GLL nhận định. Đơn vị này cho biết trong quý 4 năm 2021, do ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nên thị trường đất công nghiệp không có nguồn cung mới được triển khai tổng diện tích đất cho thuê ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu và Long An vẫn duy trì ở mức 25.220 ha. Năm nay, khu công nghiệp Nam Tân Lập, Long An và khu công nghiệp V-Ship 3 Bình Dương được dự đoán sẽ gia nhập thị trường, giúp Bình Dương và Long An tiếp tục là những thị trường sôi động trong khu vực. Còn phân khúc nhà xưởng xây sẵn tuy chỉ ghi nhận một số dự án mới tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, nhưng nhiều dự án mới đã bắt đầu được khởi công xây dựng, dự báo được tung ra thị trường trong năm. Tính đến cuối năm 2021, tổng nguồn cung nhà xưởng xây sẵn đạt khoảng 3,3 triệu mét vuông. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy của các khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn ở phía nam đều gia tăng, lần lượt đạt mức 90% và 86%. Một phần nhờ các dự án FDI lớn đổ bộ, điển hình như nhà máy Lego ở khu công nghiệp V Ship 3 với tổng số vốn đầu tư 1 tỷ USD trong giai đoạn 2022 đến 2024. Long An cũng chào đón 35 triệu USD từ nhà đầu tư Nhật Bản và công ty cổ phần dược phẩm 3 trên 2 tại khu công nghiệp Long Hậu 3 giai đoạn 1. Xét trong khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Dương, tỷ lệ lấp đầy tăng trưởng nhanh từ mức 72% của quý 3 lên 80% trong quý 4. Phân khúc nhà xưởng xây sẵn cũng tăng mạnh, đạt 95,6% khi các doanh nghiệp trong nước quay lại hoạt động theo đà phục hồi của nền kinh tế. Giá đất công nghiệp theo đó tăng trưởng ổn định 7,1%, đạt 110 USD trên 1 mét vuông. Còn nhà xưởng xây sẵn cho thuê ghi nhận đã tăng trưởng tốt so với quý 3 năm 2021 và tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2020. GAL nhìn nhận các khu công nghiệp trọng điểm tại miền Bắc vẫn là điểm đến hứa hẹn của các nhà đầu tư. Đơn vị này dẫn chứng quyết định tăng gần 50% năng lực sản xuất của Samsung đối với nhà máy Samsung Electronics tại Bắc Ninh. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng có thêm dự án nhà máy sản xuất công nghiệp, trợ công nghệ cao của công ty Tomeco tại khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội Hanship. Theo các chuyên gia, thị trường bất động sản công nghiệp miền Bắc vẫn sôi động với các dự án sắp khởi nghiệp, gồm Khu Công nghiệp Yên Phong 2A Bắc Ninh, Khu Công nghiệp Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc thuộc Tổ hợp Khu Công nghiệp và Đô thị Dịch vụ Lý Thường Kiệt – Hưng Yên, Khu Phi Thế quan Logistics và Công nghiệp Lạch huyện Hải Phòng – Tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê tại miền Bắc trong thời gian tới dự kiến đạt 10.200 ha. Trong khi đó, thị trường nhà xưởng xây sẵn đón thêm nguồn cung mới tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ với diện tích 62.000 m2, góp phần đưa diện tích phân khúc này đạt gần 2,2 triệu m2 vào quý 4 năm 2021. Nhìn chung, Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương vẫn nằm trong top 5 cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của các tỉnh miền Nam đối với các nhà đầu tư. GL dự báo trong năm nay bên cạnh công nghiệp truyền thống các ngành dược phẩm thiết bị y tế và trung tâm dữ liệu sẽ là động lực tăng trưởng mới cho thị trường thị trường kho vận và logistics cũng sẽ sôi động không kém với việc các nhà đầu tư đẩy mạnh tìm kiếm quỹ đất để xây dựng các cơ sở hạ tầng logistics phục vụ thị trường thương mại điện tử và nhu cầu từ thị trường công nghiệp nhà đầu tư nước ngoài còn ở phía Bắc, nhà xưởng xây sẵn sẽ tiếp tục được quan tâm với nhiều dự án trong năm nay như giai đoạn 1 của dự án được phát triển bởi liên doanh Bostic và KTG BKAM tại Yên Phong 2C với diện tích 8,1 ha hay giai đoạn 3 của PW Industrial tại V-Ship Hải Dương với diện tích 10,4 ha. Sau nhu cầu lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước, nhiều nhà phát triển bất động sản đang đặc biệt quan tâm tới đất công nghiệp nhằm xây dựng các khu kho xưởng chất lượng cao, không chỉ tại các tỉnh, thành phố trong khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc, mà cả những địa phương lân cận như Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, báo cáo của GLL nhấn mạnh.